Liệu tiền đã quyết định hết cái giá trị con người của bạn chưa? Hầu hết con người ta đều để định giá bản thân của mình đều phụ thuộc vào người khác, phụ thuộc vào lời khen của sếp, phụ thuộc vào cái lời quan tâm của những người đồng nghiệp kế bên. Chẳng lẽ cái số mệnh cuộc đời của bạn, cái giá trị bản thân của bạn phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài vậy hay sao? Hôm nay người ta vui, người ta khen bạn, người ta trao cho bạn thành tích thì nghĩ rằng bạn có giá trị. Như vậy nếu như người ta chê bạn, người ta không đánh giá cao bạn, người ta thờ ơ với bạn, vậy con người bạn không có giá trị sao? Như vậy cuộc đời của mình không thể phụ thuộc vào những cái lời khen ngợi, những cái lời động viên cũng như những lời chê bên ngoài được, mà nó phụ thuộc vào bên trong bạn, cái tâm trí bên trong bạn quyết định giá trị cuộc đời của bạn. Vậy nếu như bạn phụ thuộc vào những cái lời nhận xét của họ, những cái vu vơ, những người cảm tính như vậy, những người tức giận, những cái người đang buồn bã, cô đơn, họ đang nhận xét về bạn, chẳng lẽ cái cuộc đời của bạn phụ thuộc vào cái cảm xúc của người khác? Cái giá trị cuộc đời của bạn là do bạn kiến tạo ra. Không thể nào để cho những nỗi sợ hãi, những cái lời phán xét ám ảnh đó đè nén cái giá trị con người thật sự của bạn xuống.